Nam em gây ấn tượng khi diện áo dài trong suốt, khoe vòng eo 54. Chiếc áo dài thiết kế dành riêng cho Nam em với trị giá 600 triệu đồng. Diện áo dài đính nơi to bản, Nam em nhanh chóng nhận được sự chú ý khi tự mình biến bản thân thành một món quà. Tham dự một sự kiện, Nam em nhanh chóng tạo ấn tượng khi thả dáng trong tà áo dài xuyên thấu, khoe trọn hình thể nuột nà gợi cảm. Với chi tiết nơ bản to hot trend phía sau lưng, bộ cánh ngay lập tức tạo được điểm nhấn. Được biết, để có thể mặc vừa bộ cánh này, Nam em đã siết vòng eo còn 54cm. Suốt cả buổi, người đẹp di chuyển nhẹ nhàng, đưa dáng thon thả đúng cụm từ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Chất vải của chiếc áo dài trong suốt, có độ bắt sáng mắt, khiến cô nàng càng thêm nổi bật. Được biết, bộ dài này thiết kế dành riêng cho Nam em với giá trị 600 triệu đồng. Chất liệu mỏng tanh, nhìn trong suốt mà không trong suốt. Chi tiết nơ bản to phía sau trở nên điểm nhấn thu hút sự chú ý. Từng phải nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách ăn mặc, cân nặng, nhưng tới thời điểm này, Nam em đã khiến khán giả phải gật gù mỗi lần xuất hiện vì quá xinh đẹp. Cùng ngắm nhìn Nam em trong bộ thiết kế trong suốt này nhé.